Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ các bạn cách tính người chết năm tháng ngày giờ đặng và phạm chỗ nào để tránh trường hợp phải lên án. Mình hiểu không đúng, mình lên án thì tội nghiệp cho người chết và luôn cả người còn sống, người thân của người đã chết. Thì mình có một người phụ việc ở ngoài Hà Nội, vừa rồi chị ấy đi về Hà Nội khoảng 10 ngày thì chị chứng kiến cái cảnh là cháu chị qua đời. Cháu chị là sinh năm 2006, 06 đó là Bính Tuất, cháu trai. Thì cháu ấy là học lớp 11, chết vào tháng 10 vừa qua. Nay là tháng 10 nhưng mà chưa hết, mới chết vào tháng 10 vào ngày rằm ha. Lúc đó là lúc giờ khoảng ngọ Bùi Thân là hơn 3 giờ chiều đó. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn cách tính để tránh hiểu lầm rồi xì xào làm bị tổn thương những người còn sống. Phải con mình chết cái tuổi còn nhỏ còn phải mang tiếng thế này thế nọ nữa thì rất là tội nghiệp cho gia đình. Ngày này thì sinh năm 2006 ha, 2006 tháng 10 ngày 15, tức là ngày rằm, giờ là giờ Thân. Ngoài 3 giờ, khoảng 3 giờ 15 ha, là cái quá trình mà cậu này qua đời. Gia đình mang tiếng là vì những người xung quanh nói cậu này chết vào cái năm Dần đã xấu, chết vào cái giờ Thân cũng xấu, vì nó nằm tứ trụ Dần Thân Tỵ Hợi tứ xung. Thì đa phần nếu như mình tính không kỹ thì mình nghĩ đó là trùng tang đó. Cho nên là bây giờ Thanh Long sẽ chia từng quẻ, hướng dẫn từng bước để các bạn nắm bắt là người thân mình mất đi thuộc là do tứ số chết hay là chết bất đắc kỳ tử, để tránh trường hợp lên án. Còn nếu mà đúng bất đắc kỳ tử thì càng cầu thầy, cầu siêu thì cứ nên cầu siêu. Nhưng mà dù chết, dù là đúng cái số chết, mình cũng phải mời sư đến cầu siêu vẫn tốt hơn là mình không cầu siêu. Câu này thì sẽ có một quẻ như thế này. Mình sẽ vẽ ra cái hình bằng tay cũng như lúc trước, chữ Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ. Đó. Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất và Hợi, đây là 12 con giáp. Thì cậu này nếu mình tính trước là mình tính cái quẻ cậu này chết vào cung gì, cung Càn, cung Khảm, cung Chấn, Tốn Ly, cung Đài gì đó, thì trước nhất là chúng ta sẽ dùng cái phương pháp bát quái. Đây là Chấn nè, đây là Chấn, đây là Tốn Ly,
Rồi. Càng khám. Rồi, đây là bát quái tám quẻ. Nam thì khởi từ chữ cấn, thuận kim đồng hồ. Nữ thì chữ khôn, nghịch kim đồng hồ. Cậu này là cậu nam, thì chúng ta sẽ tính 17 tuổi, chúng ta sẽ tính chữ cấn là 10 tuổi. 10 tuổi là tại cấn, tính số chẵn trước, rồi số lẻ sẽ đi xung quanh bát quái sau. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Như vậy là bạn này chết vào cung khảm. Cung khảm là một cung tốt trong bốn cung. Người mà mắc đi vào cung khảm, cung cung cấn, rồi cung cấn và cung khôn là bốn cái cung tốt ha các bạn, bốn cung tốt nè. Nam nữ gì cũng vậy, chết vào bốn cung này là tốt. Như vậy chứng minh rằng cậu này là chết vào cung tốt, không ảnh hưởng đến là cung càn, cung ly ha. Đó, đó là cái việc thứ nhất. Về Quỳnh Long thì cậu đó là tuổi Tuất, thì khởi vào cái chữ Thìn. Chúng ta suy luận cho đến cái năm mắc đi: Thần, Tề, Mục, Vĩ, Tân, Tý, Giáp, Nhĩ, Yêu, Túc, Phúc, Túc Phúc. Phúc trường húc khiến ngộ công danh. Trong cái quẻ nói á, là chữ phúc, phúc trường húc khiến ngộ công danh rất là tốt mấy các bạn. Để mình tính lại coi có phải có nhầm không. Thần, Tề, Mục, Vĩ, Tân, Tý, Giáp, Nhĩ, Yêu, Túc, Phúc, Trường. Phúc này là Tử Tôn Hưng Xuân Hấp, có nghĩa là những người nhà sau này sẽ đứng đầu trong cái bản làng. Nếu mà thi cử thì có lẽ là cũng là điều tốt, mà nếu như có làm quan quyền thì cũng là đứng trong cái top tiên. Đó là cái cung cung này ha. Còn về cái tính và có bị phạm trùng tang hay là trùng tang liên tán thì chúng ta sẽ tính qua một cái quẻ, quẻ như đây, quẻ như trên. Thứ nhất là bạn này sinh năm 2006 là 10 tuổi, 17 tuổi, 17 tuổi. Chúng ta sẽ bắt đầu từ chữ Dần. Nam là chữ Dần, 10 tuổi tại Dần là thuận kim đồng hồ. Nữ là tại Thân, là nghịch kim đồng hồ. Ha, nữ là tại Thân. Đó. Còn nam là Dần, là thuận kim đồng hồ. Thì chúng ta sẽ thuận cho đến 17 tuổi nằm ở đâu? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Như vậy là cái năm là nằm tại Dậu ha, cái năm mắc vào cái quẻ Dậu. Chúng ta đến tiếp là tháng 10, tháng 10 thì bắt đầu tháng 1 là tại Tuất. 1, 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10. Đây là tháng. Cái ngày, ngày 15. Như vậy là ngày mùng 1 là tại Thân. Mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9, mùng 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Như vậy là cái ngày nằm chữ Tuất. Tới cái giờ giờ Thân, giờ Tý, giờ Sửu, giờ Dần. Đây nè các bạn, khi mà chữ ngày là Dần Tuất thì cái giờ Tý là tại Hợi nha. Giờ Tý, giờ Sửu, giờ Dần, giờ Mẹo, giờ Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân. Vậy là cái giờ nó nằm là chữ Mùi, là cái quẻ Mùi. Thì cái điều này chứng minh cho thấy một điều theo tích lũy kinh nghiệm của
các nhà phong thủy cổ đại và những cái người mà tôi luận về mộ phần và người chết âm dương á, thì kinh nghiệm cho thấy những người mà mắc vào trong cái thình tuất sửu mùi, năm tháng ngày giờ mà nằm trong thình tuất sửu mùi, chỉ cần một chữ trong bốn thình tuất sửu mùi thôi là sẽ xóa được cái trùng tang. Nhưng mà chứng minh cậu này là ba cái trong thình tuất sửu mùi. Thứ nhất là cái mùi là tháng và giờ ha, cả hai cái đóng chữ mùi. Cái thứ ba là mắc vào cái ngày tuất ha, thình tuất sửu mùi là đã được ba quẻ trong cái đó là hóa giải trùng tang hoàn toàn. Mà cái sự ra đi này là do ý trời, là có nghĩa là cậu bé này cái duyên phần của bạn đó có duyên với cha mẹ sống tới đó và ra đi trong thời điểm đó, do đời trước cậu đó gieo nhân nào đó mà bây giờ cậu phải ra đi trong cái sự mà va chạm giao thông đó. Nhưng mà cậu ấy đi là tới cái số phận chứ không phải là chết bất đắc kỳ tử ha. Đó thì chứng minh cho thấy. Còn á, năm thì năm Dậu thì nó là gọi là thiên di. Nếu mà trường hợp mà hai thiên di, hai cái thình tuất sửu mùi cũng là ý trời đó. Như vậy là bạn này chứng minh rằng chết là do tới số, không có bị chết yểu. Cho nên bà con xung quanh mà nếu như có đọc được cái kênh này phải hiểu rằng mà chúng ta đã lên án sai thì phải chúng ta phải đi đính chính lại là rằng mình sai, để cho gia đình của họ cảm thấy được an ủi và bớt đi cái sự mà dư luận xôn xao ngày giờ xấu, thì tội nghiệp cho gia đình đó. Thành Long mến chúc các bạn luận giải thành công. Nhớ phải kiểm tra kỹ trước khi nói, để nói sai nghiệp mình mang, đó là không tốt. Xin chào.